có thể thay thế được cảm giác đó. Anh biết em chỉ nói thế thôi để anh thấy yên lòng, nhưng thật ra anh biết em đang nghĩ gì. Anh đã sẵn sàng tâm lý trước khi em nói lời chia xa, và anh cũng vội vàng đánh thức thôi con tim đừng mộng mơ nữa. Sao nó vẫn luôn kéo vào trong giấc mơ ôm dao, và dường như lý trí của anh thất bại trước con tim. Điều em đã từng nói với anh nhưng gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vây kín căn phòng anh với lời nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường, vô tình chạm vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời, vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem ngày xa là một người quen biết, vô tình lướt qua đời nhau. Dường như lý trí của anh thất bại trước con tim. Điều em đã từng nói với anh nhưng gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vây kín căn phòng anh với lời nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường, vô tình chạm vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời, vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem ngày xa là một người quen biết, vô tình lướt qua đời nhau. Một khao khát lát đường, vô tình chạm vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời, vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Anh cứ xem như ta là một người quen biết, vô tình